Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Hôm nay sẽ là một video tương đối nhanh về cây piano điện đã quá quen thuộc với mọi người trong khoảng một tháng trở lại đây, chính là Artesia Performer, mẫu đàn được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên lựa chọn. Nên mình chỉ nói về điểm nhấn mà các bạn cần phải biết khi mua cây đàn trị giá 5,7 triệu này. Đó chính là khả năng đa dạng trong phong cách chơi và liệu rằng cái đàn này có thể vượt mặt được các mẫu đàn piano điện cùng phân khúc hay không. Để trả lời cho sự quan tâm ấy, mình sẽ mời các bạn theo team đi giao đàn đến với hai chị em vô cùng dễ thương đam mê piano tại Bình Thạnh nhé. Hiện tại chúng mình đã đi được hơn 5 phút rồi. Đường xá hôm nay khá vắng vẻ, xe cộ trên đường khá thoáng, trời nắng chiều tô điểm cho thời tiết mát mẻ, thuận tiện cho việc giao hàng. Nhanh chóng đến nhà để bé được học đàn một cách nhanh nhất thôi nào. Đem đàn để vào lắp cho các bé thôi. Căn phòng với tông màu sáng được trang trí đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp. Cả nhà ai cũng vui vẻ khi hai chị em sắp sửa được sở hữu món đồ chơi nhỏ nhưng giá trị vô cùng to lớn. Tiến hành lắp đàn nhé. Trong thùng sẽ có cây đàn, pedal, giá đề sách, sách hướng dẫn, nguồn và quà tặng vô cùng hấp dẫn, chính là một chân đàn với một giắc phone. Artesia là mẫu piano điện dành cho các bé. Tìm hiểu với mình nha. Đàn có 3 mức độ cảm ứng lực nhấn khác nhau, được trang bị trên 88 phím, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn. Tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic rất đa dạng. Đàn vẫn được trang bị các tính năng phải có trên các dòng piano điện với metronome, đếm nhịp, jazzbow giúp tăng giảm tông và slide chia bằng phím. Bộ xử lý tín hiệu số DSP trang bị để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Cổng kết nối trên đàn vô cùng tiện lợi, USB MIDI kết nối Artesia với máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Cổng tai nghe để chơi không làm phiền mọi người xung quanh. Sustain pedal và jack cắm stereo layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ hơn. Đàn có hai màu đen trắng theo sở thích của khách hàng và sẽ được chúng mình bảo hành tận tâm cho người mua với chế độ 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đã đến lúc cùng hai chị em bóc siêu và test đàn rồi. Chúc em sẽ có những giờ học nhạc đầy tiếng cười và vui vẻ bên gia đình của mình. Đội ngũ chân thành cảm ơn gia đình của anh đã chọn lựa Minh Phụng Music để làm nơi chấp cánh cho năng khiếu âm nhạc của bé. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với tụi mình. Nhớ like, share, subscribe để tạo hứng khởi cho team làm những clip hay hơn. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn, mọi người hãy comment phía dưới clip và liên hệ số hotline 0919768606 để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.